Nhận định Nhật Bản và Tây Ban Nha không giờ ngày 2 tháng 12 khó có phép màu. Nhận định bóng đá Nhật Bản và Tây Ban Nha bảng E World Cup 2022, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu, trận thua tai hại trước Costa Rica đẩy tuyển Nhật Bản do tình thế cực kỳ khó khăn tại bảng E và họ phải cần đến phép màu để đi tiếp. Nhận định trước trận đấu Nhật Bản và Tây Ban Nha tuyển Nhật Bản mở màn World Cup 2022 bằng chiến thắng gây sốc trước đội tuyển Đức, nhưng họ không tạo được đà để bứt phá ở bảng E. Đến lượt trận thứ hai, những thay đổi khó hiểu của huấn luyện viên Hashime Moriyasu khiến Samurai San trả giá đắt khi thua trắng Costa Rica 0-1. Nếu qua Costa Rica, cửa đi tiếp của Nhật Bản đã sáng hơn rất nhiều. Khi đó, họ chắc chắn đi tiếp nếu cầm chân Tây Ban Nha. Ngay cả khi thua, họ vẫn còn có thể chờ đợi Costa Rica không thua đậm tuyển Đức. Tuy nhiên, sai lầm của thủ môn Suji Gonda đã khiến mọi lợi thế của Nhật Bản giành được trước đội tuyển Đức đổ sông đổ bể. Bây giờ, tuyển Nhật Bản chỉ có một cách để tự quyết số phận, đó là đánh bại Tây Ban Nha. Khi đó, họ sẽ vượt qua chính đối thủ này và giành ngôi đầu bảng. Thế nhưng, đây lại là diễn cảnh quá xa vời với những gì La Rosa thể hiện từ đầu giải. Trong trường hợp qua Tây Ban Nha, tuyển Nhật Bản phải chờ kết quả trận đấu giữa tuyển Đức và Costa Rica. Khi đó, Sumorizan sẽ bị loại nếu tuyển Đức và Costa Rica phân định thắng thua. Đây lại là điều rất dễ xảy ra. Tuyển Đức đã từ cõi chết trở về ở trận qua Tây Ban Nha và họ chắc chắn sẽ không bỏ phí cơ hội của mình. Thực tế, vấn đề lớn nhất với tuyển Nhật Bản là họ khó lòng trụ vững trước sức ép của tuyển Tây Ban Nha. Trong cả hai trận đấu đã qua, đội bóng của huấn luyện viên Luis Enrique đều trình diễn thứ bóng đá áp đảo, tấn công đẹp mắt và hiệu quả. Trước tuyển Đức, họ rất đen đuổi khi chỉ ghi được một bàn. Hơn nữa, tuyển Tây Ban Nha vẫn có khả năng bị loại về lý thuyết và buộc phải thắng nếu muốn chắc chắn giành ngôi đầu bảng. Điều này sẽ khiến họ cẩn trọng và tung ra đội hình mạnh, thay vì thử nghiệm và thua sốc như tuyển Pháp trước Tunisia tối qua. Phong độ lịch sử đối đầu Nhật Bản và Tây Ban Nha Nhật Bản đã thắng hai trận qua một trận và thua hai trận trong 5 trận đấu gần đây. Đáng chú ý, họ thắng các đối thủ được đánh giá cao hơn là tuyển Mỹ và tuyển Đức, nhưng lại thua các đối thủ có thứ hạng thấp hơn là Canada và Costa Rica. Việc quen thi đấu với tâm thế cửa dưới là cơ sở để tuyển Nhật Bản hy vọng tạo ra bất ngờ trước tuyển Tây Ban Nha. Từ lâu tuyển Tây Ban Nha của Enrique đã có phong độ rất cao và ổn định. Họ đã thắng 12 trên 17 trận gần đây và chỉ để thua 2 trận qua 3 trận khác. Giới chàng cầu thủ đang vào phơm, La Rosa không có lý do gì đánh mất điểm trước tuyển Nhật Bản trong lúc họ hướng đến ngôi đầu bảng. Trong quá khứ, tuyển Nhật Bản từng gặp tuyển Tây Ban Nha ở trận giao hữu cho năm 2001 và thua 0-1 thông tin lực lượng Nhật Bản và Tây Ban Nha. Tuyển Nhật Bản khủng hoảng vị trí hậu vệ cánh khi Takehiro, Tomiyasu và Hiroki Sakai đều dính chấn thương và không đạt trạng thái tốt nhất. Ngoài ra, tiền vệ Wataru Endo nhiều khả năng vắng mặt vì vấn đề ở đầu gối. Ở hướng ngược lại, tuyển Tây Ban Nha cũng mất đội trưởng Sergio Busquets vì án treo dò. Đội hình dự kiến Nhật Bản và Tây Ban Nha Phía Nhật Bản, Gonda, Yamane, Itakura, Yoshida, Nagatomo, Tanaka, Morita, Đoàn, Kamada, Kubo, Maida. dây phía đội Tây Ban Nha, Simon, Cavatran, Torres, Laporte, Anba, Koke, Rodri, Petri, Torres, Motada và Onmo. Dự đoán tỷ số Nhật Bản thắng Tây Ban Nha 2-1. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phấn đấu giảm lãi suất cho vay, mới đây hai ngân hàng đầu tiên đã công bố giảm lãi suất cho vay trong 2 tháng cuối năm. Đây được xem là một thông tin tích cực giúp hạ nhiệt bớt áp lực về lãi suất trong thời gian qua. Đặc biệt, mức giảm lãi suất cho vay càng có ý nghĩa hơn khi được áp dụng trong 2 tháng cuối năm, vốn được xem là cao điểm nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hơn 175.000 khách hàng đang vay vốn tại Vietcombank sẽ được giảm tới 1% lãi suất cho vay dịp cuối năm. Tương tự ngân hàng HD Bank cũng vừa công bố giảm lãi suất cho vay khoảng 43.000 khách hàng từ nay đến cuối năm. Mức giảm từ 0,5 đến 3,5% một năm cho cá nhân và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực ưu tiên như xuất nhập khẩu, nông nghiệp, chế biến chế tạo. Theo các chuyên gia kinh tế, việc giảm lãi suất cho vay có thể chưa lập tức diễn ra đồng loạt nhưng nhiều khả năng khoảng 2 tháng tới, lãi suất sẽ có nhiều dư địa để điều chỉnh giảm. Đặc biệt, sau khi những ngân hàng đầu tiên điều chỉnh lãi vay sẽ tạo động lực cạnh tranh cho các nhà băng khác. Để hỗ trợ cho phục hồi kinh tế, Ngân hàng Nhà nước đã ra văn bản yêu cầu các ngân hàng còn hạn mức tăng trưởng tín dụng phải chủ động cân đối nguồn vốn, tích cực giải ngân vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh dịp cuối năm. Thưa quý vị và các bạn, dự án treo, chậm tiến độ đang là thực trạng nhức nhối tại nhiều địa phương, tạo ra nhiều hệ lụy xấu về công tác thu hút đầu tư. Mới đây, tỉnh Nghệ An đã công bố danh mục các dự án bị thu hồi đất, dự án đầu tư không đưa đất và sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc là chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư để kiểm tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Ký nhận của phóng viên VTC tại Nghệ An. Dự án xây dựng trường đại học công nghệ Vạn Xuân tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò với quy mô diện tích sử dụng đất là 50 hectare tổng mức đầu tư 345 tỷ đồng. Thế nhưng, sau 15 năm triển khai, chủ đầu tư mới chỉ triển khai một phần diện tích theo tiến độ giai đoạn 1 năm 2007-2010 với diện tích 8,47 ha. Mới đây, tỉnh Nghệ An đã có quyết định thu hồi một phần diện tích dự án. Sau khi uh, Ủy ban tỉnh giá cho các sở ngành kiểm tra thì đã có kết luận là thu hồi 36,5 ha của đất trường Đại học Quần Xuân. Ngay giữa thành phố Vinh, dự án khu đô thị dầu khí Nghệ An với diện tích hơn 14 ha được phê duyệt quy hoạch chi tiết năm 2010. Thế nhưng đến nay, mọi thứ vẫn chỉ nằm trên giấy tờ. Sau nhiều lần gia hạn, chủ đầu tư vẫn không có động thái triển khai dự án, gây ra nhiều hệ lụy cho địa phương. Đối với phương thì cũng đề nghị với tỉnh là tiếp tục triển khai thực hiện dự án trên địa bàn phương theo cái quy hoạch phân khu đã được phê duyệt, đảm bảo cái tổng thể phát triển đô thị về phía nam của thành phố cũng là trên địa bàn phương. Còn đối với các cái đơn vị chủ đầu tư nếu mà không đáp ứng được đủ điều kiện thì đề nghị lựa chọn đơn vị đủ điều kiện để mà thực hiện dự án đảm bảo cái tiến độ về cái quy hoạch tổng thể. Theo thống kê của Ủy ban dân tỉnh Nghệ An, đến thời điểm quý 3 năm 2012, trên địa bàn có tổng số 160 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không đưa đất vào sử dụng liên tục trong vòng 12 tháng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất trong vòng 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư. Cá biệt, có nhiều dự án đã được dạng thời gian triển khai nhiều lần nhưng vẫn không thực hiện theo đúng cam kết. Có một số dự án, nó, cái thời gian nó, nó kẹo dài, nó có thể đến hàng chục năm, nên hồ sơ thủ tục lên À, luật này luật kia là thời điểm trước luật mới là, là thời điểm luật cũ trong quá trình ấy là gọi là triển khai thực hiện dự án thì có những tài sản là của dự án này mà được, được cấu thành tạo đến dự án cũng như đất ấy thì đã là bán hoặc là cho những cái đơn vị gọi là thứ cấp thì bây giờ mà lỗi thì có thể là lỗi do là cái chủ đầu tư dự bắt đầu nhưng giải quyết cái vấn đề tồn tại là người dân đã đã mua rồi là doanh nghiệp đơn vị từ gấp đã mua thì cái việc xử lý một sở một chiêu để mà thu hồi thì đây là không phải đơn giản. Năm 2022, Ủy ban dân tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo ra soát 271 dự án, đồng thời ban hành quyết định số 3088 ngày 10 tháng 10 năm 2022 thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra đối với 139 dự án ngoài khu kinh tế và các khu công nghiệp trong năm 2022. Trước đó, giai đoạn 2016-2021, tỉnh Nghệ An đã kiểm tra 391 dự án, trong đó đã chấm dứt hoạt động đối với 92 dự án. Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho biết giá thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 25 tháng 11 của một thùng xăng RON 92 là 91,26 đô la Mỹ, RON 95 là 96,2 đô la Mỹ, giảm so với chu kỳ trước. Còn giá dầu thì về dưới 117 đô la Mỹ một thùng. Chính vì vậy mà ngày mai giá xăng có thể giảm tiếp.